Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Trảng Bom vừa tổ chức bế mạc giải bóng đá Futsal Trảng Bom năm 2022 giữa các đội đại diện cho cơ quan, đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn huyện. Đây là giải bóng đá chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Giải đã diễn ra trong 2 ngày, thu hút 4 đội liên quân với trên 60 cầu thủ về tham gia. Đây là các đội liên quân đến từ các khối cơ quan, ban ngành, trường học đã được thi đấu, lựa chọn thông qua các giải thuộc lĩnh vực ngành dọc tổ chức. Theo đánh giá của ban tổ chức giải, nhìn chung các đội đã có sự chuẩn bị khá kỹ về cả thể lực cũng như chiến thuật thi đấu. Do các đội tham gia giải đã đá từ các giải hay đá giao hữu từ ngành dọc nên rất có bài bản. Trình độ chuyên môn của các đội tương đối đồng đều, do đó các trận đấu diễn ra rất căng thẳng, kịch tính, ngang sức ngang tài. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích cao và giải cho đội phong cách cũng như cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất. Đội liên quân khối văn phòng huyện ủy với văn phòng ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã xuất sắc nhận cúp vô địch giải bóng đá Futsal huyện Trảng Bom năm 2022.